Ladybug và Supercat đang đi dạo trong thành phố. Chào anh. Ồ, chào Barbie. Sao mà anh không nhận ra, em xinh quá. Tuyệt sắc giai nhân. Anh đỉnh quá à, mèo con. Hai người yêu nhau ư? Không thể nào. Mời Supercat đến với tiệm nào. Wow, chào siêu anh hùng nha. Mình muốn tạo bất ngờ cho Barbie, cậu giúp mình nha. Được chứ, mình có ý này. Giấy xốp tiện ghê. Vẽ hoa nè. Cắt ra nào. Wow, mưa kim tuyến. Làm bó hoa nha. Cùng gói hộp nè. Hình dáng siêu lãng mạn với lời tỏ tình của Romeo nè. Barbie sẽ thích nó. Barbie, hoa xinh quá nè. Giống như em vậy đó. Nhận đó hoa đơn sơ của anh nha. Wow, lãng mạn quá à. Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đây. Supercat có buổi hẹn. Uống chút chanh nha. Chúc mừng đôi ta. Ồ, hạnh phúc ghê. Cả hai ngắm nhau mãi thôi. Tình yêu vĩnh cửu. Người yêu. Hai người ấy làm gì để ý đến. Đất nặng khô. Lăn đều nha. Tạo hình cầu nè. Đây là bánh xốp nè. Làm phần ống. Giòn rụm rụm nha. Chút đất nặng. Trộn kem mâm xôi và vani nè. Wow, cây kem ngon ghê. Trang trí thêm chút bánh quy nha. Dành cho sau chia tay. Đồ ngọt làm dịu tâm hồn. Ladybug chạy về nhà khóc lóc. Sao anh ấy lại yêu người khác chứ? Supercat, em mãi yêu anh mà. Khóc lóc muốn hết giấy luôn. Ladybug, anh ấy không xứng đáng. Mình nên làm gì bây giờ? Chicky, bồ gọi tụi mình hả? Đúng rồi, Ladybug đang thất tình, phải giúp cậu ấy. Tệ thật mà, cậu ấy thích đồ ngọt á. Đúng rồi, ăn vặt cho đỡ buồn nè. Cỡ này là đúng rồi nè. Này, tụi mình ở đây nè. Đây nè. Wow, các cậu, mình chẳng thể chối từ được. Ladybug ăn kem nè. Ngon thiệt á. Đúng rồi, phải làm như thế này. Yummy. Cậu đang làm gì á? Anh ấy không đẹp trai sao? Nhìn nè. Cảm ơn, mình cảm thấy ổn hơn rồi. Đến buổi làm đồ nè. Xốp đi. Cắt thành nhiều mảnh. Mài phân viên. Sơn màu hồng nha. TV của Barbie. Hạt cườm sẽ làm nút bấm. Cắt phần điều khiển ra nè. Giờ có thể chuyển kênh, không cần ra khỏi ghế nha. Barbie đang xem phim tối nè. Phim kinh dị à? Dạ, được rồi. Xem mà sợ quá à. Alo, Supercat. Anh qua em nha. Đương nhiên, Barbie, anh đến đi. Này, anh có màng bắp và nước ngọt nè. Tuyệt. Chuyển kênh thôi nào. Hai người đang xem tin tức. Đột nhiên tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Hốt một đã trở lại. Wow, vụ cướp ngân hàng hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi. Anh sẽ dừng hắn ta lại. Đi với anh. Nhưng em không có mặt nạ. Được thôi. Bạn đã theo dõi kênh của tụi mình chưa nào? Nhấn nút này nha. Tiếp tục thôi. Cầm giấy xốp ra nha. Cắt nè. Hạt cườm lấp lánh. Gặp người hùng mới nha. Siêu Barbie. Let's go. Dừng lại, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Ha, ai cản được ta? Ta. Stop. Úp, tiền rơi ra hết rồi. Oops. Xem ngươi đã làm gì đây. Chạy ngay đi. Đứng im. Dưới công lý của Barbie, ngươi đã bị bắt. Gì cơ? Được, ngươi thắng. Thêm nơ cho xinh nè. Yes. Không, đừng mà.
mất nơ rồi. Xinh đó nha. Xem nào, tiếng gì đó. Hớp một, bắt được rồi nha. Giỏi lắm Super Cat. Có nơ nữa à, dễ thương đó. Nhờ có bạn gái tuyệt vời của em, Super Barbie. Ladybug xem tin tức. Họ cùng giải cứu cả thành phố cơ á. Cùng xem vải có màu mà cô ấy thích. Mình phải giống như Barbie mới được. Lalilu, mai giúp cho em vài bộ đồ nha. Lấy vải ra nào. Làm phần rập nè. Cắt các chi tiết. Khô biến. Xong rồi nè. Cùng thay đồ nha. Ta-da. Có gì thiếu thiếu ta? Vẽ ở đây nè. Em chọn quả mâm xôi á. Thêm vài chấm. Duỗi tóc nè. Cột lại cho xinh nha. Gắn thêm nơ. Mặt nạ siêu anh hùng. Ladybug hy vọng là Super Cat sẽ thích. Cặp đôi đang hẹn hò. Một ngày tuyệt vời nữa bên nhau Barbie nhỉ. Ladybug cũng ở đây nè. Có kế hoạch rồi. Hình của Ken đây. Chào Barbie. Ồ, ai đó? Anh đây, bạn cũ nè. Ồ, Ken, em đến ngay. Đoán xem. Barbie. Barbie bọ, anh thấy sao nào? Anh thích chứ, xinh quá trời luôn á. Không phải anh ấy, ai mà giỡn kỳ. Ồ, chuyện gì đây? Ken à, giải thích đi. Lalilu, mình nên chọn ai? Anh sẽ chọn em đúng không? Không, em. Thôi nào, không thể nào. Không có đánh nhau. Anh quyết rồi. Barbie, đi thôi. Mất hết rồi. Chào bé bọ Barbie, sao em buồn vậy? Chào Ken, Super Cat bỏ em rồi. Anh ta thua rồi, em xin thế này mà. Ồ, xem ra đây là chuyện tình mới nè. Lấy phần xốp ra nha. Cắt thành hai mảnh. Sơn phần viền. Che lại bằng miếng xốp. Phần ngăn bánh mì nướng. Thêm cần gạt và nút bấm nha. Và máy nướng bánh mì đã ra lò. Đói quá đi, ăn gì bây giờ nhỉ? Xem tủ lạnh thử nào. Ồ, chuột. Super Cat quên cho thú cưng ăn rồi. Nấu bữa trưa thôi nào. Bánh mì nướng. Làm thiệt ngon nha máy nướng ơi. Chờ xem nào. À đúng rồi, sữa đâu ta? Mùi gì mà thơm quá vậy ta? Úp, bánh mì nướng cháy rồi. Nhưng mà đói quá đi. Chà, cứng như đá. Ồ, mình lỡ rồi. Em có nướng mấy miếng bánh á, anh yêu. Cảm ơn em yêu, anh no rồi. Có gì đó sai sai nè. Ờ, không có gì cả. Hộp bút đẹp tuyệt. Dùng nắp bút xóa nha. Đồ lên xốp. Gắn vào phần nắp. Móc quần áo. Cắt phần này ra nha. Làm nhẹ nhàng. Nút dễ thương nè. Bàn ủi mới nè. Mọi thứ sẽ được phẳng lì luôn. Mình sẽ ủi quần áo. Mang mọi thứ ra nào. Em ủi giúp anh áo vào quần này nha. Dễ ợt, không thành vấn đề. Ok, chúc em may mắn. Không có gì khó cả. Di chuyển bàn ủi hình tròn. Alo, Ruth, mình khỏe. Chuyện mình á hả? Úp, Barbie vẫn để bàn ủi nè. Mùi gì vậy ta? Ô không, quần áo của mình. Ô, quần bị cháy rồi. Anh phải đi làm. Ơ, mọi thứ đã xong rồi. Anh đi thay đồ nha. Em thật là tuyệt. Ơ, không có chi ạ. Chúc anh yêu ngày vui. Ly giấy nè. Đây là mẫu hộp. Cắt ra nha.
làm hình hộp. Thêm chút đường nào. Một nhúm kim tuyến. Trộn lên nha. Cho vào hộp. Đây là bột giặt làm thơm quần áo nè. Hôm nay là ngày giặt giũ. Đồ một đống luôn nè. Phải ngâm áo của Shopper Cat thôi. Chọn bột giặt thế nào. Ô, màu hồng, màu của mình. Nữa nè. Bật máy lên nha. Ú, đồ đổi sang hồng hết luôn rồi. Em yêu ơi, áo anh đâu rồi? Đây nè anh, của anh á. Trông như của em vậy. Tuyệt hơn rồi nè. Ô, cây keo kim tuyến. Tiện ghê. Chọn hạt nhỏ xíu nha. Gắn thêm ống nè. Đổ thêm kim tuyến. Nắp nè. Không bị nhầm màu nữa. Shopper Cat nhớ Ladybird. Sao mình có thể để mất cô gái như thế này? Làm sao đây? À biết rồi. Thật hên là mình có mang sơn xịt bên người. Mình sẽ tỏ tình trên tấm áp phích này. Em ấy chắc chắn sẽ biết. Well done. Ồ, em ở đây à. Thật ư? Anh yêu em hả? Nhiều hơn thế nữa. Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ladybird cảm động trước câu tỏ tình chân thành. Cặp đôi của chúng ta đã trở lại. Lalilu, lại là mình nè. Ồ, mình sẽ có một diện mạo mới. Rửa sạch mặt. Okay. Xong. Khẽ chân mày. Khép no dễ thương ghê. Thank you. Thay đổi kiểu tóc nào. Làm gì đó mới thôi. Chà, thật khác lạ. Phù hợp với mình nè. May gì đó mới thôi. Cắt mẫu ra và gửi cho thợ may nha. Trang phục thì phải có dây buộc chứ. Đôi tay rất cần thiết với một chú mèo. Gặp mèo trắng đi. Nhưng anh chàng đến từ đâu nhỉ? Adrian không thể quyết định. Ladybird rất dũng cảm và không sợ hãi. Còn Marinette thì nhạy cảm và ngọt ngào. Mình thích ai hơn ta? Thật khó để phân biệt cảm xúc. Đột nhiên, tia sét đánh vào căn phòng. Akuma của hốt mốt. Cái gì? Adrian tách ra thành mèo Moon và mèo trắng. Ơ, à, cậu là ai? Cậu ta trông giống mình. Bản sao màu đen hả? Tất cả là do mấy cô nàng Marinette. Nhưng mình yêu Ladybird. Các chàng trai hiểu điều gì đã chia cắt tính cách của họ. Anh bạn, mình phải tìm Marinette thôi. May mắn nha, Ladybird là của mình. Chai hả? Không nha, cần cái nắp thôi à. Đặt vôi vào nắp. Bỏ rùa, sơn màu đỏ lên. Có đèn led trong thùng rác nè. Báo động. Siêu anh hùng đến giải cứu đây. Trong khi mèo trắng tìm người yêu thì Marinette lại lặng lẽ học bài trong thư viện. Người ngưỡng mộ bí mật đây rồi là cô ấy. Không nhầm được. À, thật là một người đẹp mà. Cậu đọc xong chưa? Mình lấy cuốn thứ hai nha. Có phải kẻ phản diện đã lẻn vào để làm hỏng việc học của cậu? À, hốc một ở đây. Báo động. Nút tín hiệu. Ladybird hoạt động trở lại đây. Không thể nào, là cùng một người. Bắt tên tội phạm mau. Đi thôi. Ngươi không phá hủy ngôi đền tri thức được đâu. Thì có định đâu. Ta đang học cho kỳ thi của mình. Hiểu nhầm rồi.
tất cả chỉ vì tai tiếng của ta sao? Quê quá đi à. Thế mình cũng yêu Ladybird. Phải chiến đấu giành trái tim của cô nàng với mèo Moon thôi. Ồ, có bé búp bê trong hình ảnh phản chiếu của Black nè. Cậu có vai trò mới đây. Chà mặt nào. Một cái đuôi. Vẽ đôi mắt xanh nha. Black trắng và Kwame trung thành của mèo trắng. Mèo Moon có một nguồn cảm hứng. Nàng thơ vĩnh viễn, Ladybird tất nhiên rồi. À, đẹp như đời thật vậy. Chà, một kiệt tác, tốt lắm. Ồ, hội họa. Có lẽ mình sẽ là một nghệ sĩ chăng? Ồ, chú ơi, Black. Sơn cần phải được lau sạch. Khăn đâu rồi? Kwame của mình đi đâu ta? Chào. Ồ, bạn mình. Nè, lộn tiệm rồi. Để mình đi. Tìm thấy khăn rồi nè, Black. Đồ mèo trắng, đó là Kwame của mình. Nhưng cậu ấy là màu trắng mà. Chỉ bị bẩn mà thôi. Không thể. Kwame cũng bị tách ra luôn. Mọi người đều tìm thấy Kwame của riêng mình. Lấy cái nào đây ta? Cái này nha. In ra thôi nào. Thu thập các bộ phận lại. Móc trái tim trên chuỗi dây. Thiệt dễ thương. Hãy phóng to chiếc xe ra. Không thể đợi để lái nó một vòng được. Ladybird, đừng nhìn trộm nha. Bất ngờ chứ nè. Chìa khóa. Cậu giấu gì vậy? Tiết lộ nào. Đây nè. Wow, xe đẹp quá à. Mình luôn mơ ước được trượt bánh sao. Mình sẽ tham dự cuộc đua, cảm ơn nha. Chờ đã, làm cùng nhau thì sao? Một chú gấu trốn trong hộp đựng bút chì. Tỉa lại tai và miệng nào. Giờ nó là mèo rồi. Một trái tim lấp lánh trên lồng ngực. Móc khóa tuyệt vời. Bọn cướp đang hoành hành ở Paris. Tiền là của chúng ta. Ha ha ha. Đừng hòng, những kẻ phản diện à. Ladybird, mình mang quà đến nè. Không phải lúc này, xe ra nào. Xin lỗi, mình đã nói với cậu. Có thể kéo đồ chơi bằng dây xích. Mình có ý này nè. Xích những tên trộm lại. Tóm được rồi. Chú ơi, cô ấy thật tuyệt vời. Đặt các bức chân dung vào cái nồi. Thêm vô vô của Ladybird và ít lông mèo nữa. Phép thuật la li lu. Tóc trông giống hệt mẹ luôn nè. Và đôi mắt của bố cô bé. Bọc em ấy trong một phong bì. 1, 2, 3. Bỏ rùa đưa những đứa trẻ đến nơi chơi đùa. Ladybird đang nghỉ ngơi sau nhiệm vụ. Chào, mình có một thứ cho cậu. Ồ, nữa hả? Cậu đẹp như những đóa hồng đó vậy. Mình ước ta ở bên nhau. Cùng nhau ư? À, mình đã trở thành mẹ của nhiều đứa trẻ. Nhiều thứ phải lo quá. Phải chuẩn bị thức ăn cho mọi người thôi. Ô, bé yêu, ngoan ngoan nào, mẹ ở đây rồi. Ô, có nhiều vấn đề quá. Em yêu, anh về rồi đây. Anh có mang một số quà cho bọn trẻ nè. Để anh giúp cho. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Trong khi đó, mèo trắng đang tìm một con đường mới đến trái tim của người mình yêu. Một cuộc gọi và cô ấy là của mình. Xin chào, giao bức tượng điêu khắc chân dung rách. Dùng một con búp bê bị hỏng. Buộc tóc đuôi ngựa hai bên nha.
mọi thứ như bóng của đá cẩm thạch trắng. Cái tên Ladybird được viết bằng chữ vàng. Sẽ không ai thờ ơ với một món quà như vậy cả. Cẩn thận chứ. Nào, hãy đặt nó ngay đây. Hoàn hảo. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mình cần gọi cho Ladybird. Lát, đưa cô nàng lá thư đi. Bất ngờ chờ đón ở đài phun nước. À, tuyệt vời. Bồ câu bay đi, đừng mạo phạm nghệ thuật mà. Trong khi mèo đang nghỉ ngơi, tất cả các đàn chim bay đến. Chúng có nhiều quá. Ồ không, chúng ta phải xài mánh khóe thôi. Ai muốn bánh mì nào? Xin chào, thư của cậu phải không nè? Ồ đúng rồi. Cha, đẹp quá à. Cậu có thể giúp mang bản sao của mình về nhà được không? Tất nhiên, không thành vấn đề. Chuẩn bị bao bì cho hộp kem. Thêm đáy và nắp nữa. Trộn kem lại. Dâu tây hay xoài đây? Tốt hơn là nên có cả hai để đa dạng nha. Hình ảnh của Ladybird không rời khỏi đầu của siêu anh hùng. Bạn mình, cậu đi xa rồi đó. Muốn ăn kem không nè? Ồ, Ladybird. Nè, đủ rồi, đưa nó cho mình. Trả lại đây đi. Ráng mà lấy lại nó nè. Úi, bức hình rất mất tiêu rồi. Phải làm gì đây? Đừng hoảng loạn, ăn chút kem đây nè. Và mình sẽ dán lại ảnh cho. Đây, như mới luôn. Cha, gần như. Các chàng trai cùng nhau thưởng thức kem. Mơ về cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới. Làm một mặt dây chuyền nào. Bức chân dung của Adrian xuất hiện trên mặt dây chuyền kim loại. Thêm trái tim và kim cương giả. Có phải là chân dung của người yêu không? Chúng ta sẽ tìm hiểu sớm thôi. Ladybird cảm thấy mệt mỏi với sự chú ý thường xuyên của các siêu anh hùng. Mình có thể trốn ở đâu đây? Ladybird đâu đó quanh đây nè. Mình sẽ tìm thấy cô nàng trước. Những kẻ ngớ ngẩn, họ đang lãng phí thời gian của họ. Mình yêu Adrian. Ladybird, xin chào. À, không phải vậy. Chào đã, cậu làm rơi nè. Cái gì? Sấm sét lại xuất hiện nữa. Akuma trả lại mọi thứ vào đúng vị trí. Mình đang ở đâu đây? Một mặt dây chuyền dễ thương. Mình chắc hẳn đã mua nó khi được giảm giá. Con tàu sắp ra khơi. Mọi người và hành khách đang tập trung ở bến. Và các anh hùng của chúng mình đây rồi. Tất cả quý hành khách hãy lên tàu. Ồ, nhanh lên đi. Đừng lo, mình kịp mà. Đúng rồi, mình đang đi chơi. Có bơi không á hả? Ồ không, không biết bơi. Hello. Có phao chú ông này thì không sợ nữa đâu. Ông hút dẻo đang quay nè. Cuộn nó thành hình tròn. Cắt từng sợi giấy mút nha. Vo tròn đất sét khô. Vẽ khuôn mặt đáng yêu. Thêm đôi cánh với anten. Phía sau là kim. Bơi có phao thì thiệt dễ với thoải mái. Vậy là mình có thể bơi với mọi người rồi. Chloe đi thay đồ bơi của mình. Yay, con ông. Bé gái cũng thích cái phao. Hay là mình tạo niềm vui cho em bé. Cho em nè bé ngoan. Bé gái vui vẻ tung tăng trong bể bơi. Còn Chloe thì đã làm được một việc tốt. Lấy ống hút. Dùng máy nhiệt dán một đầu lại. Lấy cái nắp. Đã có kem chống nắng và kem dưỡng nhuộm da. Cắt mẫu ra nha. Là tấm bạc. Nhớ là nhuộm da an toàn nha. Chloe tới bãi biển để tắm nắng. Trời đẹp quá. Mình sẽ nằm ghế tận hưởng ánh mặt trời. Good. Mà phải bôi kem chống nắng trước đã. Thư giãn đi nha. Mà em nên dùng thêm dù. Mặt trời lên cao rồi đó. Anh ấy đáng yêu quá. Nhưng mình muốn da rám nắng. Tấm bạc phản chiếu ánh nắng lên mặt cô nàng.
Phiêu, nóng quá đi. Chloe, Chloe, dậy đi. Tiên cá bỏ rùa hả? Thật hay ảo giác vậy? Chắc mình bị say nắng rồi. Bỏ rùa sẵn sàng thay đổi chưa nào? À hả? Mình cởi đồ của cô nàng ra nha. Thú vị quá, các cậu đang làm gì vậy? Lấy bóp viết trống. Tụi mình cũng không cần tới dây kéo. Vải đính kim sa. Dùng phấn vẽ họa tiết. Chuẩn bị máy may. Và bắt đầu thôi. Chiếc đuôi có vảy lấp lánh. Amazing. Gấp vây lại. Xong rồi. Áo kim tuyến. Thêm vòng cổ vỏ ốc nữa. Làm mặt nạ. Vậy là đã hoàn thiện. Có phải anh hùng của tụi mình biến thành tiên cá rồi không? Bọ rùa đang chơi với bạn dưới đáy biển. Quăng trái banh cho mình đi. Chào Patrick trước. Gì mà ồn ào quá vậy? Muốn chơi hả? Biến khỏi mắt của ta đi. Không có bánh cát gì hết. Không, mình làm nó lâu lắm rồi mà. Không vui gì cả. Ta mà không vui. Niềm vui trong sự hủy diệt đó. Sợ quá, trốn đi. Tên côn đồ, có ta ở đây thì đừng hòng. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ha, nghe sợ quá đi. Chiến nào. Bọ rùa trổ tài dùng rong biển rối cá mập lại. Này, cái gì vậy? Ra khỏi chỗ vui chơi của ta đi. Vậy là đã dạy cho kẻ gây rối một bài học. Cậu lại cứu tụi mình nữa rồi. Không ai được phá hoại niềm vui của bạn bè mình cả. Lấy cọ sơn nha. Dùng giấy mút gói lại. Thêm các dải dây lấp lánh. Lấy trục quay. Gắn vòng vào nha. Cho móc câu lên dây. Ở đầu dây là phao nổi. Ai muốn đi câu cá nào? Bắt lấy thôi. Cá lớn và cá bé. Không được. Thử lại xem. Đấy rồi. Này, nón của mình. What? Cậu đang phá đó hả? Xin lỗi, mình không cố ý. Xem thế nào là kỹ năng câu cá nè. Tiếc quá. Ồ, không, bạch tuộc. Để mình giúp. Chà, nỗ lực lần nữa thành công hơn đó. Móc câu chìm sâu bên dưới. Úp, mình câu được nơ của bọ rùa nè. Cô bới thôi. Thay vì cá, thì họ lại kéo tiên cá lên bon tàu. Ai dám làm phiền mình vậy? Ô, mình xin lỗi. Không được câu cá ở đây đâu. Thôi mà, cậu đi đâu vậy? Mình chỉ muốn gặp cậu thôi. Lấy đồ đựng bằng nhựa nha. Cắt các gốc ra. Mình đổi họa tiết. Sơn màu hồng. Máy xúc tu xinh xắn. Thêm vài sợi chỉ lấp lánh nha. Con sứa trong suốt là sinh vật độc đáo ở biển. Đâu đó cuối chân trời có người tôi yêu nhất đời. Cậu đang nhìn mình hả? Là cậu ấy, phải lặn rồi. Mèo môn lao xuống biển sâu. Tình yêu của anh. Anh sắp không thở được rồi. Tại anh không phải tiên cá. Em có ý này nè. Good. Let's go. Cứu. Đây là mũ lặn dành cho anh. Được rồi. Vậy là từ giờ anh được nhìn ngắm em lâu hơn. Lần sau nhớ đem theo đồ lặn nha. Cuối cùng cặp đôi đã có thể ở bên nhau. Nhìn bên trong hộp nè. Chứa đầy mảnh Lego. Mình lấy viên gạch. Sơn vàng. Thêm chi tiết máy ảnh. Đèn.
phủ lớp sân bóng trong suốt. Gắn ống kính. Sơn các đường kẻ. Gắn ống kính nè. Rồi cố định lại. Đeo dây vô máy ảnh. Rui dạo quanh bon tàu để tìm thú vui. Ồ, mấy trò chơi. Phải thử thắng gì đó mới được. À, không may rồi. Cậu bán gì vậy? Là các thiết bị tối tân nhất. Quá khó để lựa chọn. Oh, wow. Mình lấy mẫu hiệu suất cao với ống kính rộng này. Thank you. Giờ thì thử máy thôi. Excellent. Tạo dáng nha. Ok. Good. Woo. Chụp ảnh nhóm nào. Amazing. Rồi ai nữa? Mèo Moon, cười lên nào. Wow. Ai kế cậu ấy vậy? Một nàng tiên cá hả? Oh my gosh. Ánh đèn. Xin lỗi, em phải trở về rồi. Ý là sao vậy? Bye. Tình yêu của anh em đâu rồi? Chloe đã sốc. Mèo Moon đang yêu hả? Wow, I'm impressed. Giúp mình được không, bỏ rùa? Cảm ơn nha. Tạo hình cá. Sơn màu. Vẽ đôi mắt. Đốm đốm dễ thương. Cái đuôi. Rồi cắt vây nha. Làm râu cá. Wami Tiki biến thành chú cá màu đỏ. Kỳ diệu quá. Bọ rùa đang chuẩn bị cho buổi hẹn. Phải chuẩn bị thôi. Bắt đầu từ đâu đi? Không nhận ra bạn mình luôn đó. Cậu vội vã làm gì hả? Mình phải trang điểm tới buổi hẹn mà mình không biết gì cả. Để mình với Tiki giúp cậu nha. Hoa mi tỉ mỉ lấy chiếc cọ. Chỉ vài đường là lớp trang điểm đã xong. Wow. Cậu sẽ chọn túi nào? Cái nào cũng đẹp cả. Cái này đi. Xong rồi. Woohoo. Thấy chưa, có gì phải lo đâu. Không có các cậu thì mình không xong rồi. Bạch tuộc lấy chi tiết đó. Cắt phần trên ra nha. Đính hạt. Để nến đẹp quá. Giúp mình với bạch tuộc. Hay lắm. Sáp nhỏ giọt. Và dây bứt. Để đèn cầy màu đồng cổ tạo sự ấm cúng. Mèo Moon chuẩn bị buổi hẹn bất ngờ. Trang trí xong rồi. Bày đồ ăn xong luôn. Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch. Gần như. Nến không thể cháy dưới nước. Ô không, mọi thứ không như ý muốn. Chiếc bàn bắt đầu nổi lên. Mất hết rồi. Stop. Bạch tuộc tới giúp đỡ. Thank you. Thắt neo thật chặt. Phew, xong rồi. Hello. Chào anh Neil. Bọ rùa, thấy em anh vui quá. Đó là thần giao cách cảm đó anh Neil à. Cặp đôi ăn uống rất vui vẻ. Vậy là bữa hẹn thành công. Olaf, giúp mình đập đá ra với. Hay lắm, cậu làm được rồi. Lấy cái túi nhỏ nha. Cho đá biên vô đầy nè. Rồi cho nó vô tủ đông. Đá sẽ giúp hạ nhiệt trong thời tiết nắng nóng. Chloe mở mắt ra. Trước mặt là bác sĩ cùng một cái túi đá. Chắc là con bị sốc nhiệt rồi, nên đắp một ít đá nha. Con, mà tiên cá bỏ rùa đâu rồi? Thả lỏng đi. Bác sĩ sẽ đo huyết áp với nhiệt độ cho con. Okay. Con thấy cả thế giới dưới nước. Cậu sao rồi Chloe? Tụi mình lo quá. What? Các cậu à, không phải tiên cá. Giấc mơ lạ quá.